Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 27 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, ngày này đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng nhằm tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh để xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong chương trình tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hưng Yên thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công. Ngân hàng Gen ADN đem lại hy vọng xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin. Giao thông được mở rộng từ sự đồng thuận của nhân dân. Những tin tức về hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 sẽ được chúng tôi phản ánh ở phần sau của chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, trong di sản đồ sộ để lại cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân và bạn bè quốc tế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều được thể hiện rất đậm nét, phản ánh tầm nhìn đi trước và chiều sâu trí tuệ của một nhà lãnh đạo kiệt xuất, hết lòng vì đất nước, vì nhân dân. Trải qua 13 năm là lãnh đạo cao nhất của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương trực tiếp ký 3 nghị quyết hết sức quan trọng về phát triển kinh tế. Đó là nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 41 về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, nghị quyết 50 về chọn lọc đầu tư nước ngoài. Đây được coi là kim chỉ nam về phát triển kinh tế đất nước. Nghị quyết về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đã thôi thúc và tạo một cái động lực rất lớn đối với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và kinh tế tư nhân Việt Nam không ngừng phấn đấu và phát triển, đã có những cái đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước chúng ta. Được thừa hưởng những thành quả từ nghị quyết triển khai đi vào cuộc sống, dù chưa có may mắn được gặp Tổng Bí thư, nhưng trong lòng mỗi công nhân lao động và chủ doanh nghiệp vùng đất nhãn Hưng Yên đều dành tình cảm đau thương, nuối tiếc và kính trọng nhất khi nói về sự ra đi của người lãnh đạo đất nước rất đỗi giản dị và tài năng. Bản thân em là một người công dân rất là xúc động. Bác là một người lãnh đạo rất là cần kiệm liêm chính. Đồng chí là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, luôn đề cao cái tinh thần đoàn kết. Cán bộ công nhân viên trên toàn công ty lấy đó làm tấm gương sáng để noi theo. Trong những lần về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Tổng Bí thư căn dặn: phát huy hơn nữa các tiềm năng lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại và mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Phải phát triển có trọng tâm trọng điểm, cân đối hài hòa giữa các địa phương và giữa các khu vực đô thị, nông thôn. Phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của một vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hưng Yên từ tỉnh khó vươn lên thành tỉnh khá của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng với trên 17.000 doanh nghiệp. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 21.000 tỷ đồng. Có được những thành quả này càng khẳng định vai trò to lớn cũng như tính đúng đắn của nghị quyết về phát triển kinh tế mang dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tối ngày 26 tháng 7 tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy cùng các thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và gần 1.000 đoàn viên thanh niên. Các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên dự buổi lễ đã dành một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và các đoàn viên thanh niên đã dâng hương hoa, thắp nến, bày tỏ lòng thành kính tri ân, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ cho tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Tuổi trẻ Hương Yên nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, xây dựng lý tưởng cao đẹp, không ngừng học tập, thực hiện tốt lời căn dặn năm tiên phong của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với thanh niên, tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng, tiên phong trong học tập rèn luyện, tiên phong trong lao động sản xuất sáng tạo, tiên phong tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong những việc khó, việc mới, sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng, tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, tỉnh đoàn Hưng Yên tặng 10 suất quà cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong của thành phố Hưng Yên. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên luôn quan tâm thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công, góp phần làm cho đời sống của thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng ổn định. Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh luôn thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chính sách ưu đãi người có công, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn xã hội. Xây dựng mới trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc người có công, tiến hành đề án tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ của tỉnh, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, đặc biệt là những gia đình người có công trong diện nghèo thoát nghèo bền vững. Năm 2022-2023 đã hỗ trợ xây mới 78 nhà tình nghĩa, sửa chữa 85 nhà cho người có công. Riêng trong năm 2024, từ nguồn quỹ, tỉnh đã đầu tư 1 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa 50 ngôi nhà cho người có công ở 10 huyện thị xã thành phố. Gia đình tôi thì trước đây là ở một căn nhà cấp 4 đã bị sập xệ, xuống cấp. Điều kiện kinh tế rất khó khăn. Đến nay được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và địa phương cũng đã hỗ trợ phần kinh phí cho gia đình tôi để xây dựng. Bản thân tôi và gia đình con cháu rất phấn khởi. Trong dịp này, tỉnh đã tổ chức tặng trên 33.000 suất quà cho người có công, gia đình liệt sĩ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ gia đình chính sách, thể hiện tấm lòng tri ân đối với thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Ban thường vụ huyện ủy chúng tôi đã chỉ đạo phòng lao động thương binh xã hội tham mưu Ủy ban dân huyện và cho huyện ủy xây dựng cái kế hoạch để tổ chức các cái hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, tri ân những người có công, thăm hỏi các cái đối tượng người có công, tiếp tục thúc đẩy phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn tỉnh để làm sao có thể thực hiện chế độ chính sách đối với người có công một cách kịp thời, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật, cũng như là huy động được các cái nguồn lực của toàn xã hội để chung tay với cấp ủy Đảng, chính quyền chăm sóc những người có công. Cùng với việc chăm sóc tri ân người có công với cách mạng và thân nhân, các cấp còn đẩy mạnh công tác tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ. Hàng năm, tỉnh duy trì tổ chức đoàn cán bộ đi thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ, điểm di tích ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Các quỹ đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình hưởng ứng, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. Bên cạnh những cái hoạt động thiết thực như là đi dâng hương dâng hoa tại các nghĩa trang, tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng có các hoạt động thiết thực để thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, các gia đình người có công để cũng chia sẻ, làm vơi đi những nỗi đau của các thân nhân gia đình liệt sĩ
đồng thời cũng thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã xác định khoảng 150.000 người có công với cách mạng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các cấp các ngành và tuổi trẻ đều nhận thức sâu sắc về mục đích ý nghĩa của công tác đền ơn đáp nghĩa. Qua đó đã phần nào sẻ chia những hy sinh, mất mát đối với những thân nhân gia đình liệt sĩ thương binh, bệnh binh, động viên họ vượt qua khó khăn bệnh tật, đồng thời cũng góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay phát huy tinh thần cách mạng của thế hệ cha ông đi trước, cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp văn minh. Ngân hàng ghen liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ được ra mắt vào ngày 23 tháng 7 vừa qua là việc làm rất có ý nghĩa trong hành trình tìm kiếm, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là tín hiệu vui, là niềm hy vọng đối với các gia đình có liệt sĩ còn chưa tìm được hài cốt. Ông Nguyễn Văn Xuyên là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Tiến Thường ở xã Song Mai, huyện Kim Động, hy sinh tại chiến trường miền Nam. Suốt nhiều năm nay, năm người em của liệt sĩ Nguyễn Tiến Thường vẫn dày công tìm kiếm những thông tin liên quan đến liệt sĩ nhưng đều không có kết quả. Tôi thì rất hay theo dõi chương trình nhắn tin đồng đội và thậm chí là nghe tin là những cái ông bà đã lưu lại một số cái thông tin của các liệt sĩ ở trong chiến trường miền Nam đều tìm hiểu để xác định xem có cái manh mối gì không. Tuy nhiên là cũng đều không có. Đất nước đã thống nhất gần 55 năm, nhưng hiện nay vẫn còn khoảng 500.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang nằm ở ngoài điều kiện môi trường khắc nghiệt. Con số này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là hàng chục nghìn liệt sĩ, trong khi đó nhiều gia đình thân nhân của các gia đình liệt sĩ không còn hoặc rất già yếu. Việc triển khai xây dựng ngân hàng gen liệt sĩ và thân nhân phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phải thực hiện gấp rút, nếu không sẽ không còn cơ hội. Chúng ta phải tạo lập được một bộ gen của thân nhân mà chúng ta phải làm ngay, bởi vì một ngày tuổi càng cao họ sẽ mất đi và chúng ta không còn cơ hội để thu thập nữa. Mà đã không còn cơ hội thu thập thì kể cả chúng ta có thu được mẫu ADN của hài cốt anh hùng liệt sĩ thì cũng không thể đối sánh được. Ngày 27 tháng 7 tại huyện Kim Động, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân huyện Kim Động triển khai thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin để đưa vào ngân hàng gen phục vụ xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin. 50 thân nhân của 26 liệt sĩ đến từ các xã phường trên địa bàn huyện Kim Động đã được lấy mẫu. Chương trình cũng được thực hiện trên nhiều địa phương của cả nước. Chúng ta sẽ triển khai đồng loạt ở trên cả nước, quyết tâm làm sao đó để vào quý 2 năm 2025 đã hoàn thành được cái nhóm này. Việc lấy mẫu ADN cho thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa xác định được thông tin là bước chuẩn bị tốt nhất cho hành trình tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa mà bao thế hệ người dân Việt Nam được hưởng hòa bình, độc lập, tự do hôm nay phải khắc cốt ghi tâm. Nhận được sự đồng thuận của nhân dân, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã được nâng cấp, mở rộng thuận lợi đi lại, phát triển kinh tế của địa phương. Khắc phục tình trạng đường nhỏ hẹp, không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Từ đầu năm 2024, huyện Yên Mỹ đã triển khai nâng cấp dự án DH45 nối thị trấn Yên Mỹ với xã Thanh Long. Dự án có chiều dài gần 2 km, tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được chủ trương mở rộng tuyến đường từ 5m thành 11m, có hệ thống chiếu sáng, thoát nước và vỉa hè qua các khu dân cư. Trên 70 hộ dân có diện tích giải phóng mặt bằng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhờ đó mà chỉ sau 7 tháng, đơn vị thi công đã thực hiện được 50% khối lượng công việc. Cán bộ xã cũng tập trung toàn dân ra họp ở dọc tuyến đường cái. Tôi cũng là rất phấn khởi. Thế là và thì anh em bàn nhau là cố gắng làm sao để giúp cho công trình làm càng nhanh càng tốt. Rất mừng. Cả xóm này đồng thuận là vẫn muốn là làm rộng ra đang bàn, còn xong hành lang là đi tập trung và đi tìm cây rồng hai bên nữa. Xã Ngọc Long tiếp nhận nhiều dự án nâng cấp mở rộng đường, trong đó có dự án DH34, DH42. Để dự án được đẩy nhanh tiến độ, ngay sau khi nhận được quyết định đầu tư, lãnh đạo xã Ngọc Long đã họp dân, giao cho các đoàn thể tích cực tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu lợi ích khi các tuyến đường được mở rộng. Bởi vậy, chỉ trong thời gian ngắn,
trên 300 hộ dân có dự án đi qua đã đồng thuận bàn giao đất nông nghiệp, đất ở cho đơn vị thi công. Trong cái quá trình thực hiện thì cũng không phải là đã thuận lợi tất. Vẫn còn có một số hộ là cũng chưa đồng thuận, rồi chính quyền địa phương từ xã đến thôn vào cuộc để phân tích, để người dân dần dần từng bước hiểu được. Do vậy là tất cả các cái dự án mà triển khai trên địa bàn xã Ngọc Long thì trong cái quá trình giải phóng mặt bằng là đều rất là thuận lợi. Đến thời điểm này thì các dự án là đã bàn giao xong mặt bằng, đơn vị thi công đang tiến hành thực hiện các cái công việc tiếp theo. Năm 2024, huyện Yên Mỹ triển khai 32 dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường giao thông, tương đương với trên 60 km. Trong đó có 14 dự án mới và 18 dự án chuyển tiếp từ năm 2023. Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra, bên cạnh việc tập trung thủ tục đầu tư, phòng chuyên môn cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Nhờ đó, hầu hết các dự án thi công đến đâu được bàn giao mặt bằng đến đó. Có những dự án hoàn thành vượt kế hoạch đề ra như dự án DH34, DH42 kéo dài và DH23. Những ngày vừa qua, câu chuyện về hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ đuối nước khi đang đi du lịch tại Thác Mây, tỉnh Thanh Hóa của em Trần Đăng Linh, sinh năm 2004, ở đường Chùa Chuông, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, sinh viên năm 3 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, và hai bác sĩ Vũ Đình Quynh, Lâm Quang Tập, Trung tâm Pháp Y và Giám định Y khoa tỉnh Hưng Yên được lan tỏa rộng rãi, khiến nhiều người cảm phục. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 7 năm 2024, khi em Trần Đăng Linh và một số cán bộ, bác sĩ Trung tâm Pháp Y và Giám định Y khoa tỉnh Hưng Yên đang có chuyến du lịch tại Thác Mây, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Khi đang vui chơi tại Thác Mây, chị Trần Thị Huyền cũng là thành viên trong đoàn phát hiện có hai trẻ em đang vùng vẫy do bị cuốn vào dòng nước chảy xiết, không thể tự thoát ra được nên đã chi hô mọi người cứu giúp. Ngay lập tức, em Trần Đăng Linh và hai bác sĩ Tập, Quynh đã lao xuống nước, nhanh chóng hợp sức đưa các cháu lên bờ. Thật ra là trên cái khúc mà có hai cháu đuối nước thì cái khu vực đấy là rất là nguy hiểm, nước cuốn kiểu vòng xoáy. Mình nghĩ là nó cũng là hai cái hướng nước vào, nước ra, thậm chí nước xuyên ở dưới nên là cuộn rất là mạnh, thác chảy rất mạnh. Nên là khi mà xảy ra hai cái cháu nhỏ đuối nước đấy thì có trong đoàn có anh Tập, anh lao xuống là người đầu tiên, anh vùng vẫy để cứu hai cháu đấy, nhưng cũng bị đuối sức. Khi đó là cháu Linh trong đoàn thì ra cũng rất là dũng cảm, từ mỏm đá đã phi xuống để cứu một cháu ra. Đồng chí Tập đẩy một cháu nữa thì là mình đứng gần bờ đấy thì mình cũng kéo cháu vào. Để mà lao xuống cứu thì em nghĩ là anh thế thôi, gọi là quan điểm gọi là bản năng, thấy ai chết thì cứu, và lao xuống chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Suy nghĩ duy nhất trong 3 phút cứu người đấy thì nó cũng chỉ là ở dưới cái đá mình đang đứng có đám hầm và em nhảy thế nào cho cơ thể lành lặn để mà cứu tiếp. Đáng chú ý, trong quá trình cứu đuối, hai em nhỏ trong tình trạng hoảng loạn đã kéo bác sĩ Tập xuống dòng nước, khiến anh bị mất sức, không có khả năng tự vào bờ. Khi đó, bác sĩ Quynh và em Trần Đăng Linh sau khi đưa hai em nhỏ vào bờ an toàn thì tiếp tục quay lại hỗ trợ kịp thời, đưa bác sĩ Tập vào bờ an toàn. May mắn có cháu Linh và Quynh vào là mỗi người gỡ một người ra, xong là cũng lại cuối cùng mình thành đuối nước nên thành mình, sau đó thì mình cũng được hai đồng chí kéo vào nên là may đoàn cũng an toàn. Hành động dũng cảm cứu người của Linh và nhóm các bác sĩ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cứu người trong tình huống nguy cấp. Trong đó, em Trần Đăng Linh năm nay mới 20 tuổi, xứng đáng là tấm gương góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thanh niên hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.